Có chứ. Bà không biết làm. Vẫn có, vẫn có, trong này có hết mà. Cầm hai máy quay đi. Quay một máy. Cỡ nó thích quay của nó. Quay thì cho ta. Để nó quay một máy xong bắn nhau sao được. À bắn được à? Chúng nó biết bắn thì bắn, mình cũng biết bắn. Nó có cái nút bắn sao? Cùng dương nó biết đấy. À, kìa. Ôi giời, thấy nhìn quả. Thấy đàn quả không? Nhìn thấy chưa? Rò luôn. Đây, mở vô đây này. Đây này, chung này. Chung đi đây này. Đấy. Này, một, này. Cái nhìn, thân của nhìn thấy chưa? Đây. Rồi, rồi, thấy rồi. Nhìn thấy chưa? Đây này, đi nữa là chỗ kia sao này. Có chỗ nó trùng 4 năm quả liền. Này. Đi nữa đi nha. Cái chỗ sâu xấu đây này, cái này găng gắn đây này. À, đây nó sai này. Nhìn thấy chưa? Cứ đi đi, mà cứ nhìn cái theo. Không có gì mà cứ đi. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây. Này, quả to chưa? Đây này. Đây này, cái chỗ găng găng, đường quả này to chưa? Này, to chưa? Này, quả này nó to, nó phải cân rưỡi. Chưa. Nó phải cân rưỡi. Cân rưỡi quả đấy. Nào mà được không? Nào mà bán là thế. Về mùa này là bao giờ nó cũng quả to. Cái quả này đi thì trưa mới bắt đầu ra. Mọi người ăn bí không? Để ship vào. Và sao mà đi trên đất thì đi trên đất? Đây. Bí quá rẻ. Bí sạch ơi, ai ấy xít tận nhà. Đây, cái chỗ này. Chung phải này. Đi ra chung, chứ làm phải nữa. Chung đi nữa lên chỗ này. Thấy chưa? Thế là cứ dồn hai bên rồi nó đi vào. Đất Thái Bình là có mấy thỏng cánh. Chung ơi, này, mẹ 6-7 quả liền. Đây. Nhìn thấy chưa? Một đống quả chứ. Nó to này. Bà đi xa đi cẩn thận nhé. Gãy gãy không nọ đã gãy ngay đầu cái kia quả. Không khéo được. Còn đông đâu rồi mà sao không cài được. Ông Dương bảo, giống khoai đâu cả. Ông này thích đâu. Mày quay. Ba dưới lên mà. Ba. Ở xa biết lên. Ba dưới lên mà. Ba lộn đi, chứ phải thung lên mà. Đông được bà ăn đâu. Angola. Đúng này, đây, nhìn đâu này, ý ở Angola đấy. Angola đấy. Ba này nhìn nó ảnh này. Ừ, đúng rồi. Còn chung thì giống mày giới thiệu. Đây là mặc quần lao động của còn ông đây là kỹ sư nông nghiệp mặc quần của kiêm chủ tịch phụ nữ xã kiêm đội trưởng của thôn người nghèo vạ khối trưởng của thôn không được giới thiệu thế đấy, thế này đi. Quá giỏi đây là đang đi ấy này thôi lên này là thôi ta chưa kê chưa kê lên đầu kia thì lại không sai à, kia chỗ này là cứ vắt để nó lên cái dây đấy gì đây cái xong bao giờ bạn được cắt là cái chỗ nào phát giờ phát lá những cái giả giờ mà rỗi thì đi cấu vậy những cái lá giả này vẫn được mọi người thấy chưa ngô này bắt đầu mới tưới vào bao giờ bí này khoai này chắn này hay là bây giờ phải tưới để cho cái quả này nó to tưới rồi xanh này là tưới khoai bí cò váy thằng cánh luôn nhá nhưng mà sắn thế nhớ cái giới thiệu một con bun người ta con bun người ta nó làm video mong nhóm ơi này nhìn đây ở đây đây là sumo ra thăm đục bí sumo ra thăm đục bí Ấn Độ không nhìn cho nó chuẩn là giống chuẩn hình ừ, đấy lên dây đấy má phải đấy lên dây thế giống chuẩn hình cực luôn thế đi lần lượt không để suốt một quả nào nhìn đây là chồng với nhau là đây là vừa rồi tưới nó tốt quá đây này giờ mà rối là cứ câu gọi những cái lá già này rửa tỉa này đi phải suốt phải nhìn đấy. Tóm lại là phải suốt ngày ở ngoài đồng thì nó mới lên công lên cháo còn đâu mà bỏ vung bỏ phí thì cũng đang thua
Chú mày mày cứ chịu khó cho mày trồng cái này, đất của nhà mày mà cái đất 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 không, cát nhà nó là không tốt nhưng mà phải phải tưới bám vào gốc. Mà nhà mày lạc loài đây thì gốc ai có là nhà mày bám là nó ngon. Cái bí này à? Trong nhà cháu đây. Ừ đi đây. Thì cháu không ai ăn cái bí này. Ăn cứ bán rồi chứ không cần biết ăn. Chứ ăn cái bí gì? Chỉ có ăn hoa ăn ngon thôi. Nhưng mà cả làng người ta bán quả, ta nói cái dân người ta mà bán quả mà chắc du lịch dân nước nhà mà người ta mấy gì mà không du lịch người ta ai ăn vì ai ăn cái này là ngon nhất trần đời của người ta. Đấy ngô đây, ngô nè, ngô ngọt nhá, ngô nè ngọt này, kiếm ngô nếp này. Đấy, đang gieo này thì là, đấy. Là cái gì gạo đó. Thấy chưa? Đấy là rau đay này. Angola, Angola. Angola sang để thăm để mang về nước để ấy. Đây là Angola nhá. Đây Angola. Đây, Angola về dân Thái Bình đây. Về thăm Thái Bình. Về thăm ruộng ngô mấy chục 10 tấn. Quê hương 5 tấn. Quê hương 10 tấn rồi, bây giờ là 10 tấn rồi. Ôi giời. Đấy mọi người thấy ngô chuẩn chưa? Ngô quá chuẩn luôn. Đây này tao đang gỗ đi chất tìm cái đầu dưới này này, cái đầu này là nó gỗ gỗ sớm này này. Cứ tìm cái vắt già thì chất bẻ nó ăn được. Nó nhạt nó ăn được. Đấy lên trên này nó không phai bằng đâu vì nó tốt hơn nhất là cái đầu đốt nữa. Nhưng mà quả nó không ngon. Mà nó sẽ ra quả ở hai bên nhé. Bà ấy vứt ít hoa đấy về tí nó canh ngon đấy. Ừ tao bảo tí nó hai này về nấu canh rốc cơ, để chiều nấu canh rốc. Chứ giờ gì có rốc. Nhưng mà nấu ông bà không ra thôi, đừng có hái. Ừ nấu canh rốc thôi. Có ra không, ra thì hái không ra thôi. Tối mới ra. Đấy ra thì hái không thì thôi. Chỉ có hái hoa này về thôi để chiều nấu. Hái về không ăn nó phí. Ngon lắm. Rồi cha ăn nó cứ ngọt nó rụng mình thật luôn đấy. Ngon đi, nó không như cái mùi của cái rau đay. Dân 5 tấn mà này bảo kế cũng đúng. Ui chỗ này quả đấy ngay. Đấy, không qua đấy, có một cái cây chuột đấy là không thêm tí nào rồi, nó có hai quả đây là vặt được đấy. Không, cháu đang bảo là bí cơ mà, bí quả đấy chỗ này này. Dạ. Không, trong cháu cũng có mà. Đi thăm đồng ngô của ông nội quá đẹp. Cái đấy về phải học văn á. Đấy ngô là có bay thằng cánh nha, chuẩn lắm, bông chuẩn. Còn đây ngô này, sắn này. Xếp cho ít chú ơi. Bán ngô mấy đây? Bán ngô bao nhiêu? Không bán à, không bán thì cho. Thế bảo hỏi chú xem bán ngô bao nhiêu thì mua, mà cứ bảo không bán thì cho. Đang đi quay bí.
Đấy xem bí xanh nhá, bí 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 quả dài nhá. Ôi giời ơi, quá nhiều luôn. Khiếp. Bí quá đã luôn nhá. Đấy, bí bí nhóng nồi đấy. Là một xào bí như này luôn. Mênh mông quá. Đấy, kỹ sư nông nghiệp nó có khác. Ôi trời ơi, quay bí nhiều quả sướng thế. Quá dài, quá to. Đi thâu luôn, đi thâu vạt luôn. Ui, quả này đẹp này. Đấy. Ôi dồi ôi, quả ghê luôn. Là lạc. Đi tiếp hàng bí khác nhá. Đấy, cây nhà lá vườn này không sâu, không phun này, không hóa chất độc hại. Con cháu về ăn vô tư, thoải mái. Đây, đi mua ngô thôi, không mua ta xin. Đấy, sắn này, sắn mênh mông luôn. Thank you.
đây của nhà, đây của nhà ông dâu, đây của nhà nó, dưới là cũng của nhà nó, cho nó hết đây cái ruộng nhà ông dâu tất. Thì hồi xưa ông làm đấy mà. Ừ. Các chỗ đỗ này là của nhà khác. Là cái vạt này của ông nhưng mà ông không làm, ông để cho nó rồi. Bảo ơi, bí kìa, bí đằng kia. Ôi dồi, quả nó mánh mông luôn. Của nhà bà Tươi? Không. À, của nhà khác ấy. Của ông nội đấy. À, thế à? Thế à? Ừ. Quả nhiều lắm. Ừ. Xây cùng luôn, tí vào về xem được đi. Trời ừ. ơi, sướng thật. Ừ. Chú ơi, bứt ngô chưa về luộc ấy. Chú Hùng ơi. Chú Hùng. Nó giả vờ điếc rồi. Nó giả vờ điếc rồi. Nó không muốn cho ăn, nó giả vờ điếc rồi. Không, không ăn đâu. Cho thoải mái là ăn. Mặc cỗ bàn coi như là vừa mới ăn xong rồi không cần đâu. Đấy, đi ngô này ngô tuyệt vời. Bắp nào ra bắp đấy. Đang đi quay phim thôi. Lái chim. Lái chim thôi. Ăn mẹ mày, nhà mày không có tiền. Mẹ đi lấy ngô của nhà mày. Không có tiền trả ngày chết. Hiếp. Ngô đi quay đây, đi quay của nhà mày. Đi quay ngô của nhà mày. Đấy là xem vườn hoa của ông nội đấy. Đây là vừa ông nội đang phun cho nó chết quả từ từ. Đấy, ông vừa làm ngô mà vừa làm hoa. Không phải phun đâu nhá, đây là hoa nhá. Kinh doanh. Đấy, thấy chưa, thấy đẹp chưa? Hoa trắng. Một vạt hoa trắng mênh mông. Ôi sao nó heo héo. Đấy, ông dùng một tí chuối kia để ví dụ làm là nghỉ mát. Dạ. Ngồi đây nghỉ mát thở ra đằng kia. Trên cái bờ đấy ông có làm gì không mà thấy cỏ đấy? Hả? Những cái góc bờ đấy. Chắc phun thuốc cỏ là nó chết nhưng mà cái không, ở đằng kia kìa không phun đâu. Ừ. Kia sát bờ kìa, đầy cỏ mà để không nhá. Cái cây kia nó ăn ra người ta phải đào rãnh đi. À để xem ngài trồng cái gì đấy, trồng cái gì. Đấy. Thế kiểu đẹp hay. Ừ. Chỗ này lũ này lại quên không phun. Phun thì không phải làm cỏ. Như bên này không phun cỏ thì nó đầy này. Ừ. Trong con phun một phát là không có cây nào. Ừ. Nó sạch bóng như này luôn này. Nó thế, sạch như này luôn. Thế sao bố chỗ quê nhà mày không được phun thuốc sâu thuốc cỏ? Vẫn phun chứ. Ừ. Nhưng mà chỉ có ngô nhỏ nhỏ thôi. Đây này, ốc đây này. Nhưng mà toàn đu vàng gì. Ngô nó ngô đỏ thôi. Là phun thôi, có ngô trắng không ai phun đâu. Có phải là ốc đu vàng tất không? Đấy, ốc ngô vàng. Đây này, có cua thì là nó lại đi xoay đi hết. Đây này, cái gì ốc còn đấy. Ui giời, nó nhỏ quá hay. Nhưng mà đấy cũng không ấy được. Cái thuốc sâu nhiều. Ở dưới này, bà thấy không? Cái thuốc sâu kìa. Ăn cua chứ cũng được. Không. Nó sống được cơ mà. Nó sống được thì mình ăn được. Tiếp. Kìa, thuốc sâu mà bà nhìn cái thùng này. Ừ đấy, người ta phải chữ vào đấy. Trời ơi. Không, đây là của ông ấy chứ. Của ông đấy, chữ vào. Ông chữ vào chứ ông không vứt bậy xuống đây. Dạ. Trời ơi, 20 phút. Thế sao lại cứ phải quay hai cái hay là quay tất cả cho bà nhường gì? Đâu, bên này của cháu chứ. Ừ. Bên này bà nhường mà. Ừ, thì hai người hai cái thì là được hết cái gì? Đấy. Thì ai cũng có xem, ai cũng giống nhau. Ừ. Chứ thế vẫn bỏ ra. Đấy, ông ấy dùng chuối để ông ấy mát. Dùng một tí cái này thôi, chứ cho nó mát.